cuộc tình dài 10 năm nhưng tan vỡ đau đớn bởi cảnh nghèo khó của MC Quyền Linh. Điều làm tôi đau nhất tại sao lúc mình chưa có gì hết thì cô ấy thương mình, nhưng chuẩn bị ngóc đầu lên được thì lại chia tay, Quyền Linh nói. Cuộc tình kéo dài một thập niên nhưng kết thúc vì nghèo khó. Quyền Linh của ngày hôm nay là một trong những MC đắt show nhất. Một nam diễn viên quen mặt xuất hiện dày đặc trên truyền hình và có một gia đình hạnh phúc giàu có khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, quá khứ của anh là những tháng ngày cùng cực đến khó ai có thể tưởng tượng được. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đến nhà cũng không có để ở. 23 tuổi tốt nghiệp sân khấu điện ảnh vẫn không kiếm được việc làm. Về quê thì không có gạo để ăn, ở lại thành phố thì phải ra ghế đá ngủ vì không có tiền thuê nhà. Cuộc sống thiếu thốn, cơ cực trăm bề. Thế mà ở cái thời điểm khốn khó đó, Quyền Linh lại có bên cạnh một người phụ nữ vô cùng tài sắc, một tiểu thư lá ngọc cành vàng, á hậu Trịnh Kim Chi. Cuộc tình của Quyền Linh và Trịnh Kim Chi kéo dài đến tận 10 năm nhưng lại kết thúc trong tiếc nuối. Quyền Linh kể, dù lúc đó anh còn đang đi xe đạp ở ký túc xá, ăn bữa nay không biết ngày mai thế nào, còn Trịnh Kim Chi đã có ô tô để đi, thế mà cô vẫn một mực thương anh, bỏ ngoài tai những lời khuyên răn của người ngoài rằng lấy thằng đó làm gì để sống. Chính Quyền Linh thừa nhận, lúc đó tôi nghĩ khó tìm được người nào yêu mình chân thật đến như vậy. Thế nhưng, cậu thanh niên nghèo khổ chưa có gì trong tay khi ấy, chưa bao giờ dám mở lời cưới cô gái đó để làm vợ vì luôn bị mặc cảm bởi cái nghèo. Vì gia đình tôi khó khăn, em út lại nhiều, dù sao cô ấy cũng là một á hậu, có chỗ đứng trong xã hội. Nên tôi không dám đứng trước mặt cô ấy nói chuyện hạnh phúc, tôi lao vào công việc, không phải vì sự nổi tiếng mà chỉ muốn tìm kinh tế. Tôi muốn mua một căn nhà, khi có nhà rồi mới dám nói chuyện cưới xin, nhưng càng làm càng thấy mình lúng. Một phim được gần 20 triệu, nhưng đi mấy tháng trời về nhà không còn bao nhiêu. Cứ thế tôi lang thang tìm con đường ra cho mình. Có việc gì là nhảy vào làm, cuối cùng thì việc gì cũng làm mà chẳng ra gì và mất tất cả mọi thứ, Quyền Linh kể lại. Dần dần công việc bận rộn và những hoài bão riêng đã cuốn hai người xa khỏi nhau. Á hậu Kim Chi thì thường xuyên đi nước ngoài làm mẫu chụp ảnh, còn Quyền Linh thì bận bịu với việc đóng phim trong Nam ngoài Bắc đầu tắt mặt tối. Dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng tuổi trẻ đang sôi động nên chúng tôi dành cho công việc là chính, mà quên việc bồi đắp hạnh phúc cho nhau. Hậu quả là dần dần có một khoảng cách đặt giữa hai người, Quyền Linh tâm sự. Thế rồi trong một lần thử tạm dừng tình yêu đã kéo dài 10 năm mà vẫn chưa có một cái kết viên mãn ấy để suy nghĩ lại, hai người đã thực sự xa nhau. Cho đến tận bây giờ mỗi khi được hỏi lý do chia tay, có phải vì á hậu Kim Chi tham phú phụ bừng hay không, Quyền Linh vẫn nhất mực phủ định. Anh thấu hiểu tấm chân tình của người phụ nữ, từng ở bên cạnh mình lúc cơ hàng khổ cực nhất. Thế nhưng anh hiểu, chính cái nghèo đã làm mình tự ti không dám mở lời, cũng không dám gắng hết sức để giữ tình yêu ấy để lại, đồng cam cộng khổ với mình. Mãi sau này, Quyền Linh vẫn canh cánh trong lòng câu hỏi. Điều làm tôi đau nhất tại sao lúc mình chưa có gì thì cô ấy thương mình, nhưng chuẩn bị ngóc đầu lên được thì lại chia tay. Chị Chi là một người rất đàng hoàng và tôi rất kính trọng chị ấy. Hiện nay cả Quyền Linh và á hậu Kim Chi đều đã có gia đình riêng của mình. Tổ ấm của Kim Chi với ông xã doanh nhân khá yên ấm và hạnh phúc. Cuộc hôn nhân của Quyền Linh và bà xã Diệu Thảo cũng vô cùng viên mãn. Dù thời điểm cưới vợ, anh thừa nhận đó thật sự là một cuộc chạy trốn. Công việc của anh thăng tiến nhanh chóng. Từ một chàng trai nghèo khó ngày nào, Quyền Linh đã trở thành một người đàn ông giàu có nổi tiếng. Điều đặc biệt, cả Quyền Linh và Kim Chi đều vẫn coi nhau như hai người bạn và luôn dành những lời tốt đẹp để nói về nhau. Trong một bài phỏng vấn gần đây, vợ Quyền Linh cũng khẳng định mối quan hệ của vợ chồng cô và vợ chồng của hậu Kim Chi khá tốt đẹp. Đi sự kiện cùng nhau, họ có thể ngồi chung một bàn và nói chuyện với nhau như những người bạn. Dù chưa từng được chồng kể cho nghe về mối tình cũ sâu đậm, nhưng Diệu Thảo biết được qua báo chí, bạn bè và đồng nghiệp. Cũng có những lúc cô cảm thấy ghen, nhưng điều quan trọng hơn cả, cô hiểu và tin tưởng chồng mình. Từ khi lập gia đình, Quyền Linh cũng không đi lang thang ở ngoài đường như ngày xưa nữa, mà cứ đi làm lại trở về tổ ấm của mình, bên vợ và những cô con gái. Còn thông tin, từng lao thẳng đến nhà hát để đánh ghen với Kim Chi, bà xã Quyền Linh thẳng thắn phủ nhận, cô nói, ồ làm gì có chuyện đó, tôi chưa bao giờ nghe thông tin đó, mà nếu có thì chuyện anh Linh đóng với chị Chi còn khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn là khi đóng với người khác. Theo như tôi biết thì trong giới nghệ sĩ, chị Chi là một người rất đàng hoàng và tôi rất kính trọng chị ấy. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào mối quan hệ của họ. Khi chia tay á hậu Kim Chi, Quyền Linh từng vô cùng suy sụp đến mức sống buông thả cả năm trời chẳng làm gì mà cứ lang thang ngoài đường vật vã rồi khổ sở gầy gò trong lòng. Mỗi khi đi trên con đường, anh đều thấy hình bóng của người cũ, từng góc nhỏ đều đầy ắp kỷ niệm. Thế nhưng khi quyết định lập gia đình, Quyền Linh lại chọn việc làm một người chồng, người cha có trách nhiệm. Khi có gia đình, có con rồi thì tôi tự hỏi có nên nghĩ đến điều đó nữa không?
Tôi đã xóa quá khứ một cách dễ dàng, bây giờ chúng tôi vẫn chơi với nhau rất bình thường, tình cảm không còn, nhưng chúng tôi còn cái nghĩa, Quyền Linh tâm sự. Lý do huấn luyện viên Park không ăn mừng khi Quang Hải ghi bàn, đanh giọng lúc nhắc đến Công Phượng, huấn luyện viên Park Hang-seo như thầm cởi bỏ sức ép khi cậu học trò cơn Quang Hải sớm mở tỷ số trong trận ra quân ASEAN 2018 gặp Olympic Pakistan ở trận ra quân tại ASEAN 2018. Đẳng cấp vượt trội giúp đội tuyển Olympic Việt Nam có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước đội tuyển Olympic Pakistan, khởi đầu thuận lợi, nhưng trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận không quá vui vì học trò bỏ lỡ nhiều cơ hội. Thuyền trưởng người Hàn Quốc cho hay, kết quả là điều chấp nhận được, nhưng tôi không hài lòng với màn thể hiện của các học trò. Đây là trận đấu đầu tiên khiến những như Nguyễn Văn Quyết, Công Phượng, Xuân Trường chơi chưa đúng phong độ. Chúng tôi sẽ có thêm nhiều buổi làm việc để cải thiện điều này. Ngoài 3 bàn thắng thì điểm nhấn của trận đấu đến từ việc Nguyễn Công Phượng thực hiện không thành công 2 quả 11m. Thẳng thắn nói về trường hợp này, huấn luyện viên Park Hang-seo quả quyết. Với riêng Công Phượng, từ bây giờ cậu ấy sẽ không được lựa chọn đá 11m nữa. Rõ ràng chiến lược gia sinh năm 1959 không hài lòng với sự yếu kém của Công Phượng. Ở một giải đấu chính thức, việc thực hiện không chỉ một mà hai quả Valentin cũng không thành công là điều tối kỵ. Nhiều khả năng, nhiệm vụ đá 11m sẽ được giao lại cho đội trưởng Nguyễn Văn Quyết. Phút 20, Olympic Việt Nam vượt lên dẫn trước với cú sút của Quang Hải, đưa bóng đi qua giữa hai chân thủ môn đội bạn rồi bay vào lưới. Trước đó, Quang Hải và Công Phượng có pha phối hợp 1-2 rất đẹp, đánh bại hàng phòng ngự Pakistan. Bàn thắng rất đẹp, khiến suốt các cổ động viên Việt Nam có mặt trên sân nhảy lên vui mừng. Trợ lý huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng cười tươi ở đường biên. Riêng chỉ có huấn luyện viên Park Hang-seo, ông thầy người Hàn Quốc ngồi đây tâm trạng trên ghế huấn luyện mà không nhảy cẫng lên ăn mừng như trước đây. Sau đó ông đưa xoa mặt rồi truyền chỉ thị cho trợ lý Đồng Hương. Ông Park Hang-seo không ăn mừng cuồng nhiệt vì hiểu rằng đây chỉ mới là trận đầu tiên và bàn thắng đầu tiên của Olympic Việt Nam ở ASEAN 2018. Khác với các giải trước, bản thân ông và các cầu thủ chịu nhiều sức ép về thành tích khi đang là đương kim Á quân U23 châu Á. Áp lực là thế, nhưng những ngày qua các cầu thủ không có một sân tập đàng hoàng, chỉ có thể tập lực trên nền sân bê tông và tập ở sân cỏ nhân tạo. Bàn thắng sớm của Quang Hải có lẽ phần nào giúp ông Park cởi bỏ áp lực. Olympic Việt Nam cũng thế, có bàn sớm của Quang Hải, toàn đội dễ đá hơn và có bàn nhân đôi cách biệt của Văn Quyết. Ở cuối hiệp 1, nếu thắng trận này Olympic Việt Nam rộng cửa đi tiếp. Vấn đề sân tập của đội tuyển Olympic Việt Nam tại giải đấu năm nay thêm một lần được huấn luyện viên Park Hang-seo nhắc đến. Giao thông ở Indonesia không thuận tiện nên việc di chuyển đến một sân tập cách gần 50km tốn quá nhiều thời gian. Điều này sẽ ảnh hưởng đến thể lực của cầu thủ và chúng tôi sẽ có những cân nhắc về điều này. Ngay sau trận đấu với đội tuyển Olympic Pakistan, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có một ngày nghỉ ngơi tập luyện để bước vào trận đấu thứ hai gặp Olympic Nepal. Nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ giành tiếp vé đi tiếp. Nhã Phương khoe đẳng cấp mặt mộc 3-0, phát ngôn lạ giữa nghi vấn mang thai. Gương mặt 3-0 của Nhã Phương, không photoshop, không trang điểm, không đèn flash, khiến fan rung động. Đoạn clip được quay tại đám cưới của em gái Nhã Phương vào khoảng nửa tháng trước, chính là thời điểm nảy sinh tin đồn nữ diễn viên sẽ lên xe hoa với Trường Giang vào tháng 8 âm lịch. Trong clip, Nhã Phương mặc chiếc váy màu hồng nhạt, dáng chữ A, đang trao của hồi môn cho em gái. Ở một góc quay nghiêng, người đẹp để lộ vòng hai nhô cao bất thường, dù tổng thể vóc dáng rất mảnh khảnh, gầy guộc. Cư dân mạng cho rằng, theo lẽ thường, vòng hai của Nhã Phương phải lép xẹp mới phù hợp với cân nặng của cô hiện nay. Nhưng việc bụng dưới nhô cao cùng với gương mặt xanh xao hiện tại khiến nhiều người nghi vấn, tin đồn nữ diễn viên ngày ấy mình đã yêu, mang thai 3 tháng là sự thật. Cơ thể gầy guộc duy nhất vòng hai của Nhã Phương lại nhô cao. Cư dân mạng còn đồn thổi, ngày đầu tiên quay Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt, nữ diễn viên đã phải bỏ ra ngoài vì ngén quá nặng. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng nào xác đáng cho thông tin này. Mới đây, Nhã Phương chia sẻ một bức ảnh chân dung rất đặc biệt của mình theo phong cách 3-0 lên trang cá nhân. No makeup, no photoshop, no flash, không trang điểm, không chỉnh sửa, không đánh đèn. Bức ảnh được Nhã Phương chú thích. Phương nghĩ vẻ đẹp đích thực không gói gọn ở một làn da mịn. Một cặp mi cong mà còn phụ thuộc cả vào giá trị bên trong của mỗi người. Bức ảnh gây hiệu ứng mạnh mẽ với cộng đồng mạng.
Có thể thấy trong bức ảnh này, Nhã Phương hoàn toàn không phấn son. Gương mặt đậm nước với da không thật mịn màng nhưng tươi sáng, cặp mắt biết nói, làn môi hờn dỗi và thần thái cuốn hút lạ lùng. Vẻ đẹp mộc 100% của Nhã Phương khiến fan hâm mộ của cô xôn xao. Nhã Phương xinh quá, cứ giản dị mà lung linh thế này. Nhã Phương đẹp thế bảo sao Giang Ca không đắm đuối cho được. Vẻ đẹp tự nhiên vẫn là vẻ đẹp được trân trọng nhất, là những bình luận khen ngợi từ công chúng dành cho nữ diễn viên ngày ấy mình đã yêu. Thậm chí, có độc giả còn nhận định, dù chưa bao giờ được đánh giá là mỹ nhân showbiz, nhưng nhan sắc thật của Nhã Phương không hề thua kém người đẹp nào, bao gồm cả nam em. Người vừa là hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long, vừa là top 8 Hoa hậu Trái đất 2016, một trong 4 cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới. Ngay cả khoảnh khắc đời thường, Nhã Phương cũng xinh đẹp nổi bật hơn người. Thời gian qua, Nhã Phương vướng vào nhiều tin đồn về chuyện bầu bì và kết hôn. Tuy nhiên, người đẹp luôn có cách làm giảm tin đồn rằng bằng các động thái đánh lạc hướng dư luận như cách đăng tải bức ảnh này. Lâu lắm mới thấy Hồ Ngọc Hà có bộ ảnh chất khủng khiếp như thế này, vóc dáng lẫn thần thái đều hơn người. Ca sĩ thực hiện bộ ảnh với phong cách cá tính. Trước ngày họp fan 26 tháng 8, Hà Hồ chia sẻ hình ảnh mới tặng người hâm mộ, rời bỏ những bộ váy, ca sĩ thể hiện cá tính trong bộ trang phục phá cách phối cùng bốt. Áo kiểu rất tốp được cô phối cùng kính mắt và hoa tai hình học. Chọn phong cách menswear, nhưng người đẹp vẫn toát lên sự quyến rũ nhờ phối bra tốp bên trong bộ vest. Họa tiết caro và phơm dáng rộng mang đến sự thoải mái cho người mặc. Nhờ chăm tập thể thao và yoga, người đẹp giữ được thần thái sắc phốc ở tuổi 34. Cô phá cách bằng các phụ kiện kén người mặc như bốt cỡ đại. Áo vest phơm rộng màu kem hài hòa với bốt cổ cao và thắt lưng hàng hiệu bản to.